Chỉ còn một ngày nữa thôi, trận chiến đầy cam go giữa U23 Việt Nam và U23 Ả Rập Xê Út tại tứ kết vòng chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra. Tất cả người dân Việt Nam đều đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu hứa hẹn vô cùng khó khăn và khốc liệt này. Vậy thì còn đối thủ của chúng ta, U23 Ả Rập Xê Út đã có những sự chuẩn bị gì cho trận tứ kết với binh đoàn rồng vàng? Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tham quan một vòng vương quốc Ả Rập để xem giới cầu thủ, cánh báo chí, ban huấn luyện và người hâm mộ Ả Rập Xê Út có những phát biểu gì trước trận đấu đáng mong chờ diễn ra lúc 23 giờ ngày mai theo giờ Việt Nam. Chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị. Anh em hãy chuẩn bị thắt dây an toàn kỹ càng nha. Lên đường thôi nào. Dù đã thể hiện phong độ thuyết phục và tiến vào vòng tứ kết với ngôi vị nhất bảng D cùng với thành tích 7 bàn thắng, nhiều thứ hai giải đấu chỉ sau chủ nhà U23 Uzbekistan và là đội duy nhất chưa để thủng lưới bàn nào. Nhưng huấn luyện viên Saad Al-Seri của U23 Ả Rập Xê Út vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng trước sức mạnh của U23 Việt Nam. Vị huấn luyện viên 42 tuổi này đánh giá: "Tôi chưa xem qua trận đấu nào của họ tại giải đấu năm nay, nhưng chắc chắn họ là đội bóng khó chịu. Tôi đang nghĩ vào đến tứ kết thì đội bóng nào cũng rất mạnh. Chúng tôi còn có thời gian, chúng tôi sẽ phân tích đối thủ của mình. Trận đấu chắc chắn sẽ không hề dễ dàng. Chúng tôi cần cẩn trọng, cần sự cổ vũ của người hâm mộ." Bên cạnh việc đánh giá cao U23 Việt Nam, ông Saad Al-Seri cũng lên tiếng khẳng định mình không hề có kế hoạch sẽ chọn đối thủ ở vòng tứ kết. "Tôi không bao giờ nghĩ đến việc chọn U23 Việt Nam hay là U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết. Tôi cũng nhắc lại, tôi chưa xem trận nào của U23 Việt Nam tại giải đấu lần này. Nhưng giờ đây, tôi sẽ phải xem lại và phân tích kỹ đối thủ này để tránh việc bị bất ngờ." Rõ ràng dù đang dẫn dắt một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch U23 châu Á năm nay, thế nhưng vị thuyền trưởng của U23 Ả Rập Xê Út không vì thế mà tỏ ra chủ quan trước U23 Việt Nam. Giành được sự tôn trọng đó từ chính đối thủ của mình tại trận tứ kết, đó là một tín hiệu hết sức tích cực, cho thấy bóng đá trẻ của nước nhà vẫn đang có chỗ đứng vững chắc trong mắt các đội tuyển top đầu của khu vực. Cơ mà đổi lại thì trận đấu vào tối mai hứa hẹn sẽ không dễ dàng một chút nào dành cho U23 Việt Nam, khi mà những chú chim ưng xanh sẽ bật chế độ chăm sóc rất kỹ càng binh đoàn rồng vàng của chúng ta. Trong khi đó, tiền vệ 21 tuổi và đang là chân sút số 1 của U23 Ả Rập Xê Út ở giải năm nay với 2 bàn thắng, Ayman Yahia đã tỏ ra vô cùng tự tin khi tuyên bố sẽ giúp chim ưng xanh giành chiến thắng cuối cùng. Trả lời phỏng vấn báo Ả Rập, cầu thủ mang số 7 cho biết: "Chúng tôi đã đạt được mục tiêu của mình khi thành công vượt qua vòng bảng vào tứ kết. Chúng tôi hứa với người hâm mộ sẽ tiếp tục chơi tốt ở trận đấu tiếp theo để vượt qua U23 Việt Nam vào bán kết, sau đó chung kết rồi mang tới chức vô địch về nước nhà." Quả thực kết quả tại bảng D U23 châu Á là cơ sở vô cùng vững chãi để U23 Ả Rập Xê Út tự tin đánh bại những chiến binh áo đỏ của chúng ta. Không riêng gì Ayman Yahia, nhiều chuyên gia và giới báo chí Ả Rập cũng hoàn toàn vững tin vào chiến thắng dành cho đội tuyển đến từ Tây Á. Phóng viên Turki Al-Ghamdi của báo Al-Riyad bình luận: "Nếu chúng ta đánh bại U23 Việt Nam, rất nhiều khả năng sẽ là sự thật, thì chúng ta sẽ vào bán kết gặp Úc hoặc Turkmenistan và xa hơn là trận chung kết. Chức vô địch dường như cách chúng ta rất gần." Thậm chí đầu báo Al-Lahum đã có bài viết gáy rõ to với mang tiêu đề là chim ưng vượt trội so với Việt Nam về mặt lịch sử. Trong bài viết đó, tờ Al-Lahum có bình luận: "U23 Ả Rập Xê Út sẽ gặp U23 Việt Nam ở tứ kết. Dù cả hai đều có những tính toán riêng, nhưng chúng ta hoàn toàn tự tin khi vượt trội đối thủ về mặt lịch sử. Trong 4 lần hai đội gặp nhau ở vòng loại châu Á tranh suất dự Olympic, chúng ta đã thắng 3, hòa 1, ghi chí 3 thắng và chỉ để thủng lưới 2 bàn." Báo Al-Watan cũng có bài viết nhận định sức mạnh của U23 Ả Rập Xê Út: "U23 Ả Rập Xê Út nổi bật ở kỹ thuật và tốc độ trong dịch chuyển tấn công lẫn khai thác khoảng trống. Trước hết, chúng ta có hàng phòng ngự được tổ chức tốt, không để mất bóng và chơi rất tỉnh táo." Xét về thành tích đối đầu ở tất cả lứa đội tuyển Ả Rập Xê Út và tuyển Việt Nam đã có 2 trận đối đầu với nhau tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Cả hai trận này đều diễn ra trong năm ngoái và đều kết thúc với chiến thắng nghiêng về chim ưng xanh. Cụ thể thì đội bóng xứ Ả Rập giành chiến thắng với tỷ số là 3-1 ở trận đấu lượt đi trên sân nhà Riyadh hồi tháng 9 và thắng 1-0 ở lượt về trên sân Mỹ Đình hồi tháng 11 năm ngoái. Giờ đây khi gặp lại nhau ở cấp độ U23 trong khuôn khổ vòng chung kết U23 châu Á, U23 Ả Rập Xê Út được đánh giá cửa trên trước U23 Việt Nam là điều hoàn toàn dễ hiểu. Cũng đã từ lâu, báo giới Ả Rập Xê Út thường không đưa nhiều thông tin về đội tuyển U23 và chủ yếu họ chú ý nhiều hơn đến các đội tuyển quốc gia của mình. Như lần này, nhiều tờ báo của quốc gia Tây Á đã đề cập đến đội tuyển U23 của họ, cũng như nhắc đến đội U23 Việt Nam, chứng tỏ giới bóng đá và giới truyền thông Ả Rập Xê Út rất quan tâm đến cặp tứ kết diễn ra vào tối mai. Không chỉ đề cập vấn đề ngoài sân cỏ, báo chí Ả Rập Xê Út cũng dành sự quan tâm lớn đến tình hình chấn thương của ngôi sao Turki Al-Ammar. Trước đó thì Al-Ammar đã được rút khỏi danh sách tuyển U23 Ả Rập Xê Út trong trận thắng U23 UAE ở lượt cuối bảng D diễn ra hôm 9 tháng 6. Tờ Al-Jazeera
đưa ra thông tin, quyết định được đưa ra sau khi các nhân viên kỹ thuật của tuyển UEFA Ả Rập Xê Út hội ý với các nhân viên y tế. Theo đó, thì huấn luyện viên Saad Al-Sirri đã ưu tiên cho phép Tuki Al-Anma nghỉ ngơi trong buổi tập tối ngày 8 tháng 6 và trận gặp UEFA UAE do ngôi sao 22 tuổi cảm thấy mệt sau khi trải qua quá trình tập luyện và thi đấu căng thẳng. Tuki Al-Anma được xem là trụ cột không thể thiếu cho đội hình chiến thuật của huấn luyện viên Saad Al-Sirri. Bởi dù mới 22 tuổi, nhưng Tuki Al-Anma rất dày dặn kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ câu lạc bộ và các tuyển quốc gia. Kể từ năm 2017, tiền vệ này được xem là trụ cột của câu lạc bộ Al-Sabah thuộc giải hàng đầu Ả Rập Xê Út với 79 lần ra sân và được triệu tập lên đội tuyển quốc gia từ năm 2018. Cánh báo chí, cầu thủ cũng như báo huấn luyện Ả Rập Xê Út đã dành sự chú ý hết nấc dành cho đội bóng của họ, cũng như UEFA Việt Nam. Vậy thì chẳng có lý gì mà những cổ động viên Ả Rập Xê Út không góp chút gió khi lên tiếng và hoạt động rôm rả trên các trang mạng xã hội. Đặc biệt, người hâm mộ Chim Ưng Xanh dành rất nhiều sự tôn trọng với UEFA Việt Nam. Họ đã lên tiếng cảnh báo đội nhà phải cẩn trọng vì Việt Nam là đối thủ khó chơi. Ở Twitter, các cổ động viên Ả Rập Xê Út đã đánh giá rất cao UEFA Việt Nam. Một tài khoản viết rằng: "Chúng ta phải đối mặt với Việt Nam, một đối thủ rất khó chịu. Tôi đã từng xem được màn trình diễn của họ, họ rất mạnh mẽ." Người hâm mộ Marco thì có bình luận như sau: "Chúc mừng The Green đã giành quyền vào tứ kết Việt Nam vào ngày Chủ nhật tới. Đây là đối thủ không hề dễ chơi. Họ đã tiến bộ rất nhiều và chúng ta phải nghiên cứu thật kỹ chiến thuật để đối phó với họ." Đồng tình với quan điểm trên, cổ động viên Abdul có viết: "Việt Nam là đối thủ khá mạnh mẽ. Họ chơi với phong cách giống Hàn Quốc. Chúng ta phải thật thận trọng nếu không phải trả giá đắt." Tài khoản Ali 2027777 cho rằng: "Không dễ để thắng Việt Nam. Họ là đội bóng rất phát triển. Chúng tôi cần tìm ra giải pháp khắc chế lối đá của họ." Tuy nhiên, song song với những lời khen dành cho UEFA Việt Nam, mạng xã hội Ả Rập Xê Út cũng xuất hiện không ít ý kiến bày tỏ sự vui mừng. Họ cho rằng UEFA Ả Rập Xê Út rất may mắn khi được gặp UEFA Việt Nam, đối thủ yếu nhất tại vòng tứ kết. Cổ động viên Mohamed Al-Qatani viết rằng: "Chúc mừng The Green vào tứ kết. Chúng ta sẽ gặp Việt Nam và chỉ cách chức vô địch có 3 trận đấu thôi. Hãy mang chức vô địch về nhà. Chúng ta sẽ đá với Việt Nam ở tứ kết, sau đó là Úc và Turkmenistan ở bán kết. Con đường khá thuận lợi để chúng ta có thể tiến vào trận chung kết và trở về với chức vô địch." Có một tài khoản là Club for Club cho biết: "Không nói về những ý kiến tôn trọng và công nhận sức mạnh hiện tại của UEFA Việt Nam, nhưng khi đối mặt với những lời bình luận có vẻ tự tin và chủ quan khinh địch của một số cổ động viên Ả Rập Xê Út, chắc hẳn chúng ta sẽ cảm thấy chạnh lòng. Nhưng khi bóng còn chưa lăn thì đừng bao giờ xem thường người khác. Nhất là trong lịch sử, UEFA Việt Nam đã tạo ra một câu chuyện cổ tích không thể tin nổi tại Thường Châu năm 2018. Và để tăng thêm niềm tin và tiếp lửa cho người hâm mộ, đích thân huấn luyện viên Go Kyun đã tự tin khẳng định trước buổi họp báo: Chúng tôi không e ngại UEFA Ả Rập Xê Út." Huấn luyện viên Go Kyun cho biết UEFA Ả Rập Xê Út là đội bóng rất mạnh. UEFA Việt Nam phải có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận tứ kết sắp tới. Do vậy, UEFA Việt Nam không hề tỏ ra e ngại. Phi thuyền trưởng người Hàn Quốc nhấn mạnh: "UEFA Ả Rập Xê Út thực sự rất mạnh. Họ đã vào tứ kết với thành tích không để lọt lưới. Vì vậy, UEFA Việt Nam sẽ phải chuẩn bị thật kỹ càng. Khi tôi còn làm việc ở Hàn Quốc hay Indonesia, tôi từng đối đầu với Ả Rập Xê Út nên hiểu rõ về họ. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt nhất có thể. UEFA Việt Nam hiện chỉ có thủ thành Nguyễn Văn Toàn đang gặp chấn thương. Chúng tôi có 22 cầu thủ khỏe mạnh và sẵn sàng cho trận đấu tới. Tôi sẵn sàng sử dụng tất cả cầu thủ cho trận đấu tới và tôi cũng chuẩn bị kế hoạch mới nhằm để các cầu thủ phát huy hết khả năng. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng." Rõ ràng với việc phải đối mặt với đội bóng đánh giá cửa trên hơn rất nhiều so với UEFA Việt Nam, sự tự tin của vị thuyền trưởng như bơm thêm rất nhiều quyết tâm cho các học trò. Nhưng đừng nghĩ rằng ông Gông chỉ nói cho có. Chắc chắn UEFA Việt Nam sẽ ra sân với tâm lý không hề e sợ Chim Ưng Xanh. "Chúng tôi phải tập luyện và chuẩn bị thật tốt. UEFA Ả Rập Xê Út đang rất mạnh nên chúng tôi phải chuẩn bị tốt nhất cho hàng thủ. Tuy nhiên, chúng tôi không e ngại họ. Chúng tôi sẵn sàng cho thử thách vào ngày mai." Vậy là chúng ta đã vừa dạo quanh một vòng vương quốc Ả Rập. Để tìm hiểu xem báo chí nước bạn nói gì trước trận đấu tứ kết UEFA châu Á giữa UEFA Ả Rập Xê Út và UEFA Việt Nam. Nhìn chung, ngoài những sự tôn trọng và đánh giá cao UEFA Việt Nam thì vẫn còn đó nhiều thành phần gáy to xem thường những chiến binh sao vàng của chúng ta. Thôi thì báo chí nước bạn thì của bạn tất. UEFA Việt Nam chúng tôi sẽ ra sân và chiến đấu hết mình vì một cờ sắc áo và danh dự tổ quốc. Cho dù kết quả ra sao thì UEFA Việt Nam sẽ ngẩng cao đầu khi 90 phút kết thúc, thậm chí là 120 phút hoặc hơn thế nữa của trận đấu. Và chúng tôi, những cổ động viên nhiệt thành nhất của UEFA Việt Nam, sẽ luôn tự hào về chặng đường mà những chàng trai quả cảm đã làm được. Cố lên UEFA Việt Nam, hãy chiến đấu bằng cả trái tim và sự nhiệt huyết của mình. Và đó là tất cả những gì có trong video clip ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ để lại một like, một share và một subscribe trên channel Bình luận viên Mai Anh Tài nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.